Tại Afghanistan thì đa phần các đám cưới đều rất xa xỉ. Tuy nhiên, việc người dân chi tiêu quá mức vào đám cưới và thậm chí là vay mượn để tổ chức thì đã buộc Bộ Tư pháp nước này phải đưa ra một dự luật nhằm hạn chế các chi tiêu cho đám cưới. Cụ thể, dự luật quy định là lễ đính hôn chỉ được mời 300 khách, còn khi tổ chức đám cưới thì tối đa là 500 khách mời. Cô dâu chỉ được mặc hai chiếc váy cưới và số lượng quà tặng là trang phục bị hạn chế, không được quá 6 bộ. Hiện tại Afghanistan mỗi đám cưới tiêu tốn hàng ngàn cho tới hàng chục ngàn đô la Mỹ vì họ thường tổ chức rất xa xỉ với số lượng khách mời lớn. Trong khi đó, tính trung bình thu nhập của người dân chỉ vào khoảng 50 đô la Mỹ một tháng. Việc chi tiêu bất hợp lý cho đám cưới phần nào đã khiến cho nhiều nam giới ở độ tuổi từ 30 tới 40 tại nước này khó kết hôn hoặc là chịu gánh nặng trả nợ sau lễ cưới.